Cô giáo Dancer Spot không hề lép vế so với chồng trẻ nhờ biết cách mặc hắc tuổi. Khánh Thi nhận được lời khen ngợi về gu thời trang hắc tuổi. Khánh Thi, sinh năm 1982, được biết đến như một tượng đài trong bộ môn khiêu vũ thể thao Việt Nam. Ngoài ra, nữ kiện tướng này cũng được ngưỡng mộ khi có tình yêu đẹp với ông xã kém 11 tuổi, Phan Hiển. Chuyện tình yêu của cô giáo, học trò này đã kết thúc viên mãn với một tổ ấm nhỏ hiện tại và cặp đôi cũng đang chuẩn bị cho đám cưới được nhiều người mong chờ. Gia nhập làng giải trí đã được hơn 20 năm nhưng nhiều người nhận xét rằng Khánh Thi ngày càng trẻ trung và hấp dẫn. Thậm chí không ít người còn cho rằng cô của ngày hôm nay còn gợi cảm và lão hóa ngược hơn thời mới vào nghề. Chính vì thế, mỗi khi sánh đôi hay bắt cặp nhảy với chồng trẻ, không ai nhận ra sự chênh lệch tuổi tác giữa họ. Để có được sự tươi trẻ bền vững đó, ngoài chăm sóc bản thân kỹ càng thì việc thay đổi xì tai ăn mặc cũng là điểm cộng lớn của Khánh Thi. Ở tuổi 40 nhưng nữ kiện tướng vẫn biết cách hắc tuổi bằng những ai tắm tôn dáng, khoe triệt để được điểm mạnh hình thể. Đã bước vào độ tuổi 40 và trải qua hai lần sinh nở nhưng Khánh Thi vẫn giữ được hình thể đẹp. Đó là điều kiện tiên quyết giúp cô mặc đẹp mọi ai tắm. Những chiếc váy bodycon ôm sát đường cong này tuy đơn giản nhưng lại rất được lòng nữ kiện tướng. Khánh Thi luôn biết điểm mạnh hình thể của mình ở đâu và chọn trang phục để tôn chúng lên. Những thiết kế khoe vòng một đầy đặn, vòng eo thon gọn rất hay được bà xã Phan Hiển yêu thích. Cô còn tăng thêm độ trẻ trung cho outfit bằng việc tạo kiểu tóc mít cây nhí nhảnh. Khánh Thi cũng được nhận xét là ngày càng ăn mặc gợi cảm và có tính đồng điệu khi sánh đôi cùng ông xã kém tuổi. Sở hữu vóc dáng chuẩn mực nên không khó để Khánh Thi theo đuổi xì tai khác nhau với những ai tắm có thiết kế cầu kỳ.